Thưa quý vị, sau dịch Covid-19, du lịch như lò xo nén chặt, có dịp được bung ra nên tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt là các cao tốc kết nối những địa phương có thế mạnh du lịch liên tục đưa vào hoạt động, càng góp phần kích thích du lịch, đồng thời cũng chia sẻ du khách giữa các địa phương. Điều đó đòi hỏi các địa phương phải tự làm với mình để trở nên ấn tượng, cuốn hút hơn. Với tâm thế đó, Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ duy trì, nâng cấp chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch mà còn tăng cường tổ chức các sự kiện, đồng thời khai thác triệt để cảnh quan rừng, biển, khí hậu cùng các nét văn hóa bản địa để tạo nên các sản phẩm độc đáo riêng có. Nỗ lực này giúp Bà Rịa Vũng Tàu 3 quý liên tiếp trong năm nay dẫn đầu danh sách 10 điểm đến được du khách Việt chọn lựa. Đồng thời, ngành du lịch cũng là ngành có mức tăng trưởng cao nhất trong 4 trụ cột kinh tế của tỉnh. Trước đại dịch Covid-19, thành phố Vũng Tàu chủ yếu khai thác du lịch mai, du lịch nghỉ dưỡng biển. Mỗi năm thành phố tổ chức khoảng 6 sự kiện lễ hội, nhưng chủ yếu diễn ra vào dịp lễ Tết. Sau dịch, thành phố Vũng Tàu không chỉ khai thác triệt để lợi thế địa hình, sinh cảnh, khí hậu, hạ tầng dịch vụ mà còn đẩy mạnh tổ chức phối hợp với ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh tổ chức các sự kiện lễ hội để thu hút du khách. Trong năm nay, phố biển là điểm đến của 16 giải thể thao quốc gia, cùng hàng chục sự kiện quy mô khu vực và quốc tế như các giải chạy bộ, giải đua xe đạp, lễ hội bia, thả diều, âm nhạc, các cuộc thi sắc đẹp, tăng gấp 3 lần so với trước. Đặc biệt, các sự kiện lễ hội này diễn ra quanh năm, cả vào mùa thấp điểm du lịch. Nhờ đó, Vũng Tàu đã đón và phục vụ hơn 2,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 19% so với năm 2022. Từ nay và đến Tết âm lịch thì chúng tôi sẽ tổ chức khoảng 10 cái sự kiện nữa để mà phục vụ cho người dân và du khách. Và trong cái thời gian tới thì thành phố cũng sẽ tiếp tục là nghiên cứu và tổ chức, phối hợp tổ chức các cái sự kiện nó mang cái tính quy mô và để lại cái ấn tượng cho người dân và du khách. Các địa phương ven biển Bà Rịa Vũng Tàu cũng nâng tầm thương hiệu điểm đến, đặc biệt là Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, nơi được thiên nhiên ban tặng rừng vàng biển bạc với khu rừng nguyên sinh còn tương đối nguyên vẹn hiếm hoi của cả nước, có suối nước nóng duy nhất tại khu vực phía Nam. Cùng hàng chục dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp chuẩn quốc tế, đã đăng cai hơn 10 sự kiện âm nhạc, du lịch thể thao, các giải võ thuật MMA quốc tế tăng gấp đôi so với thời điểm trước dịch, qua đó thu hút hơn 3 triệu lượt khách, thu về gần 4.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2022. Hồ Tràm trong những năm gần đây đã có một cái sự nỗ lực rất lớn trong cái việc quy hoạch cũng như là thúc đẩy cho các cái nhà đầu tư sớm triển khai các cái dự án và có các cái sản phẩm mới ra đời, và dần hình thành ở đây là một cái thủ phủ du lịch mới của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với những cái sản phẩm du lịch rất là đẳng cấp, đáp ứng được mọi nhu cầu của du khách. Tạo sự khác biệt với các địa phương có thế mạnh du lịch lân cận, đồng thời hướng đến xu thế mới của ngành du lịch trong nước và thế giới, Bà Rịa Vũng Tàu đẩy mạnh thu hút, khuyến khích doanh nghiệp lẫn người dân đầu tư vào các sản phẩm du lịch xanh, thân thiện với môi trường. Hiện trên địa bàn tỉnh có 26 mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với đời sống văn hóa phong tục của người dân địa phương, đồng bào dân tộc, trong đó Châu Đức được xem là điểm sáng đầy hứa hẹn. Cái tiềm năng du lịch của Châu Đức mở ra rất là lớn, chủ yếu là sẽ phát triển về du lịch sinh thái, du lịch thân thiện với môi trường và các cái hoạt động khảo cứu, nghiên cứu về hệ thực vật của Châu Đức và kết hợp với lại các cái trang trại nông nghiệp công nghệ cao. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua các thời kỳ đều xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế trụ cột. Định hướng này cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các doanh nghiệp, cộng đồng cư dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp du lịch Bà Rịa Vũng Tàu trở lại ấn tượng sau đại dịch Covid-19. Trong đó, năm 2023 thu hút 14,1 triệu lượt khách, tăng hơn 15% so với năm 2022, tăng cao nhất trong các ngành kinh tế trụ cột của tỉnh. Cụm từ du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đi trước về sau đang dần được xóa nhòa.